Gầm chậu rửa bát không chỉ là nơi lưu trữ máy lọc nước mà nó còn như một cái nhà kho thu nhỏ của nhà bếp vậy. Với một cái không gian chật chội và nhỏ hẹp như thế này, có cái tuyệt chiêu nào để bạn có thể đựng cả thế giới vào trong đó hay không? Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một cái giải pháp hoàn hảo giúp bạn có thể tận dụng được tối đa diện tích ở dưới gầm chậu, đến từ cái bộ si phông ống cứng thiết kế sát tường này. Thứ nhất là bộ si phông ống cứng này nó thiết kế sát vào trong tường, nó giúp tận dụng được tối đa diện tích để đổ ở dưới hộp tủ. Thứ hai là cái bộ si phông này nó còn có một cái ưu điểm rất là lớn nữa, đó là nó làm bằng ống cứng. Ống cứng như thế này thì nó sẽ hạn chế rò rỉ nước, hạn chế chuột cắn. Và ống của nó thiết kế là ống to phi 50 giúp thoát nước nhanh. Và cái phần ống ngang ống cứng này nó có biên độ điều chỉnh, nó có thể kéo dài được tối đa khoảng 50 cm, nó phù hợp với hầu hết tất cả các chậu rửa bát hai hố ở trên thị trường. Thứ ba là nó lắp đặt rất là dễ dàng, đàn bà con gái cũng có thể tự lắp đặt lấy được, không cần phải dụng cụ chuyên dụng, cũng không cần dùng băng tan, chỉ cần xoáy dây mà là xong. Bộ si phông nhà bạn đã đến ngày phải thay thế chưa? Nếu như bộ si phông nhà bạn đã đến ngày phải thay thế rồi thì đừng quên tham khảo cái bộ si phông này nhé. Bây giờ ai người ta cũng dùng sang cái loại đời mới này rồi, không còn ai sử dụng cái loại đời cũ nữa đâu. Bởi vì cái loại đời cũ nó rất là nhanh bị rò rỉ nước, nhanh bị tắc nghẽn, và cái ống của nó là ống mềm, nó còn dễ bị chuột cắn nữa. Nếu có nhu cầu về sản phẩm thì hãy ấn vào giỏ hàng để tham khảo nhé.